cực kỳ giới thiệu sách trực tuyến. Năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu.
Đừng bao giờ hối hận về những gì mà chúng ta đã làm. Hãy hãnh diện vì ta đã bản lĩnh để thực hiện nó. Cũng giống như người giấu mặt trong câu chuyện, dám ẩn mình và cũng dám tự bước ra.